Ngay xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà thuộc phường Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này rất là gần với trục đường quốc lộ 6, gần bến xe Nghĩa, tiện ích sinh hoạt đầy đủ xung quanh ngập tràn tiện ích, phù hợp cho quý vị đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Hà Đông, đi làm theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Và với căn nhà này, đường ngõ thực tế trước nhà ô tô nhỏ có thể đi qua, thiết kế hướng nhà là hướng nam, diện tích 32 mét, xây dựng là 5 tầng, thiết kế 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Với ngôi nhà mặt tiền 3m03, mặt hậu 3m03, vuông vắn, hướng nhà hướng nam, rất nhiều quý khách hàng biết rằng hướng nhà hướng nam rất là mát. Các cụ ngày xưa nói luôn là xây nhà thì cứ hướng nam mà xây, đúng không ạ? Thì cái căn nhà này cũng vậy, đứng rất là mát luôn. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị là một lớp cửa cuốn điện. Và ngôi nhà này thì ở đây có cụm 4 căn đã bán 3 và còn duy nhất một căn này. Ngọc Anh quay và gửi cho quý vị giá bán rất là hợp lý, hơn 2 tỷ. Giá bán cụ thể em sẽ để ở dưới phần miêu tả để quý vị có thể xem được nhé. Phần phòng tầng 1 của ngôi nhà đây là khu vực để xe và phòng bếp thôi mọi người nha. Còn phòng khách chủ nhà thiết kế ở trên phía tầng 2 cho quý vị. Ở đây thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần gạch lát nền kích thước gạch 60-60 phân đá. Đấy là phần để xe này. Đây là không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phòng bếp, tủ bếp thiết kế đầy đủ gỗ MDF chống cong vênh. Đây. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, mặt bếp, ốp đá granite. Và cái phụ kiện bếp, chậu rửa, vòi rửa, rồi là kệ ủ bát đều được thiết kế lắp đặt đầy đủ. Chất liệu inox 304 cho mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt xong hết rồi. 4 căn nhà, 4 cuốn sổ đỏ khác nhau, đã bán 3 căn và chỉ còn 1 căn thôi. Đây ạ. Tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh, phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ở đây hệ thống điện nước riêng, nước sử dụng là nước sạch sông Đà, hồ sơ riêng, công tơ nước riêng. Toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính ở đây chủ nhà lắp cho quý vị một vách CNC gỗ luôn. Đó. Toàn bộ ở đây mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà xem với ngôi nhà 5 tầng mà thiết kế được 4 phòng ngủ thì thiết kế như thế nào. Và trên phía tầng 2 sử dụng cho quý vị công năng sử dụng một phòng khách, một phòng vệ sinh. Phần từ cầu thang mà đi vào thiết kế toàn bộ phòng khách ở đây là chủ nhà thiết kế sàn gỗ công nghiệp. Đây là phần không gian phòng khách. Với cái ngôi nhà này thì thiết kế tương đối hài hòa. Nếu như quý vị nào mà đơn giản hơn mà có bố mẹ già chẳng hạn thì quý vị có thể thiết kế ở đây cho ông bà là một chiếc giường để ông bà có thể ở đây luôn, để không phải leo lên trên cao, vẫn có phòng vệ sinh đầy đủ. Còn nếu như mà quý vị ở mà hai vợ chồng trẻ thì cái phòng không gian phòng khách này rất là thoáng, rất là tiện. Đây. Và cái cụm nhà này thì nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Đó. Ô tô thì ô tô nhỏ là qua tận cửa luôn. Thiết kế không gian phòng khách rất là thoáng, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Vị trí ngôi nhà này gần với trục đường quốc lộ 6, đi có khoảng tầm 200m là ra tới trục đường quốc lộ 6 thôi. Phần phòng vệ sinh ở tầng 2 đây. Phòng vệ sinh ở tầng 2 này thiết kế tương đối hợp lý cho quý vị. Đầy đủ hết bồn cầu, lavabo. Và từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới bến xe Nghĩa khoảng tầm 2,5 km, có nghĩa là nó cũng đi tới tuyến đường sắt trên cao 2,5 km. Nếu như quý vị nào mà đi làm theo cái cung đường tuyến đường sắt trên cao thì quý vị buổi sáng quý vị có thể ra gửi xe ở bến xe và đi làm theo tuyến đường sắt trên cao, chiều về lấy xe tương đối là hợp lý và rất là nhàn luôn. Tay vịn cầu thang đây mọi người ạ,
kể cả từ tầng 1 đến tầng 2, rồi là từ tầng 2 cho đến tầng 5 thì thiết kế toàn bộ là gỗ đó. Và phần ngăn cách giữa cầu thang và cái phần không gian phòng khách này cũng được chủ nhà đầu tư lắp cho quý vị một vách CNC. Em review chi tiết cụ thể nhà có sao thì quay và review như như thế. Giá bán thì để ở dưới phần miêu tả cụ thể nhất cho quý vị tại thời điểm mà quý vị xem nhé. Mọi người theo em lên khám phá tiếp theo các tầng của ngôi nhà. Và trên công năng sử dụng ở phía tầng 3, tầng 4 thì như sau. Cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, cho nên ngay từ đầu video ngỏ anh chia sẻ với quý vị là ngôi nhà này thiết kế 5 tầng được 4 phòng ngủ, thì tầng 3, tầng 4 mỗi một tầng 2 phòng. Phòng ngủ tương đối là rộng và thoáng. Vuông vắn căn nhà này thì vuông trước, vuông sau mọi người nhá. Không thóp hậu, không chéo đất. Cho nên có sao thì em quay và review cho quý vị như vậy. Tất cả các phòng ngủ được thiết kế hệ thống trần thạch cao cũng như là để đầu chờ lắp ở đây là điều hòa rồi nhá. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Ở đây mọi người thấy không ạ? Hai phòng ngủ trước và sau chủ nhà thiết kế sàn gỗ, còn ở ngoài hành lang đi vào là chủ nhà lát gạch mọi người nhá, gạch giả gỗ. Đấy, nếu nhìn không tinh thì tưởng là sàn gỗ nhưng mà thực ra cái ở bên ngoài nó còn liên quan đến phòng vệ sinh, nước no nữa, cho nên là chủ nhà thiết kế như thế là rất là hợp lý và chỉn chu. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Tất cả các phòng đều có ban công thoáng, ống chờ, lắp điều hòa, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh gần với chợ, trường, phường trạm, trường mầm non cấp 1, cấp 2. Nói chung phạm vi bán kính khoảng tầm 1 km quay đầu thôi. Rất là gần và tiện. Trần thạch cao. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Đây thưa quý vị. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Đầy đủ hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo. Và em đã review tầng 3 cho quý vị rồi, thế thì tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Và trên viễn tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 3 quý vị ạ. Bởi vậy cho nên là cái căn nhà này 5 tầng thiết kế 4 phòng ngủ, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, phòng thờ riêng. Đó. Tương đối thoáng và hợp lý. Trên tầng 4 cũng vậy, cũng thiết kế phòng ngủ là sàn gỗ, ở bên ngoài hành lang là gạch, lát gạch. Rộng, thoáng. Một hộ gia đình mà có ông bà, con cái, người chăm em bé nữa là vẫn thoải mái ở ngôi nhà này nha quý vị. Nói chung là gia đình ba thế hệ nó vẫn ở được bởi vì nó có 4 phòng riêng. Quý vị nào mà không thiết kế phòng thờ trên tầng 5 thì quý vị cũng có thể sử dụng làm phòng ngủ. Mời người theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Trên phía tầng 5 thì không thiết kế trần thạch cao, thay thế đấy là thiết kế trần thường, thiết kế cho quý vị một ô phòng thờ riêng. Đấy, như Ngọc Ánh đã chia sẻ, nếu như quý vị mà không thờ trên tầng này, tầng cuối cùng thì quý vị có thể thiết kế làm phòng ngủ. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn ở đây thiết kế thêm một phần sân phơi, và phần sân phơi này tương đối rộng và thoáng. Nói chung 3 căn đã bán 1, 4 căn đã bán 3 và chỉ còn 1, thì mọi người biết rằng là chủ nhà người ta, những cái người mà đã mua người ta cũng đã cân đong đo đếm hết rồi, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Đây là phần để máy giặt mọi người ạ. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể về ngôi nhà 5 tầng thiết kế như thế này thì liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.